Còn đại chúng chúng ta sẽ trang nghiêm hướng về sư phụ, chúng ta sẽ cầu thỉnh pháp ạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch sư phụ, hôm nay trong mùa Vu Lan báo hiếu lại về, toàn thể hàng Phật tử chúng con lại được nương vào giáo pháp của chư Phật, nương vào hạnh hiếu của Đức Mục Kiền Liên và nương vào tâm nguyện Bồ Đề của sư phụ mà được hòa vào dòng tâm hiếu hành. Chúng con được biết ngày hôm nay chùa Ba Vàng tổ chức đại lễ Vu Lan, tất cả hàng Phật tử chúng con ở trong nước cũng như ngoài nước, khắp các tỉnh thành từ Nam vào Bắc, từ Nam ra Bắc đều vân tập về chùa để tu tập các hạnh lành, cúng dường tam bảo, tu tập các công đức, hồi hướng cầu siêu phả độ gia tiên. Trong đàn lễ đại lễ ngày hôm nay, chúng con được cung thỉnh sư phụ quang lâm đại hùng bảo điện để giảng cho chúng con một thời pháp. Giờ này đã hợp thời, tất cả hàng Phật tử chúng con với tâm thành kính hướng về sư phụ, cầu thỉnh sư phụ cung thuyết cho chúng con một thời pháp để cho chúng con tăng trưởng công đức, tăng trưởng tâm hiếu hành. Chúng con kính thỉnh Thầy từ bi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thỉnh Thầy khởi niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thầy nói này, các Phật tử ở phía ngoài xa nghe có rõ không? Ban âm thanh, điều chỉnh âm thanh, kiểm tra âm thanh thật tốt. Thầy nghe thấy hơi bị vang đó nha. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày mùng 8 tháng 7 năm Kỷ Hợi, chùa Ba Vàng chúng ta tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu. Đây là truyền thống của Phật giáo Việt Nam và cũng đã trở thành truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta. Dân tộc Việt Nam chúng ta rất xem trọng đạo hiếu. Trong kinh Đức Phật có dạy: hiếu hạnh đứng đầu muôn hạnh. Hiếu mà cảm đến trời thì mưa thuận gió hòa. Hiếu mà cảm đến đất thì vạn vật sinh sôi. Hiếu mà cảm đến người thì muôn phước tăng trưởng. Cho nên chữ hiếu rất là cao quý, rất là lớn lao. Là người con Phật chúng ta phải thấm nhuần đạo hiếu. Mỗi mùa Vu Lan đến, chúng ta lại được ôn lại, được học lại, được thực tập tâm hiếu hạnh. Cho nên hôm nay trong lễ Vu Lan này, Thầy cũng muốn cùng với các Phật tử được thực tập, được học những lời Phật dạy, để chúng ta biết những cái cách để báo hiếu. Cái hiếu gần nhất
đối với chúng ta là hiếu với cha mẹ, hiếu với thân bằng quyến thuộc của chúng ta, mà gần nhất là cha mẹ. Cha mẹ là người sinh ra thân cho chúng ta. Chúng ta cũng được biết rằng pháp giới này là pháp giới nhân duyên, không thể một cái gì có thể tự mình thành lập được, tự mình thành tựu được. Vạn pháp đều phải nương vào nhân, vào duyên mới thành tựu được. Chúng ta có được cái thân người này chính từ nhân duyên gần gũi nhất, đó là cha và mẹ. Cha mẹ là người sinh thân cho chúng ta. Cho nên cái hiếu đầu tiên chúng ta phải thực hiện là đối với cha, với mẹ của chúng ta. Đối với cha, với mẹ của chúng ta. Cái điều đó là cái điều thiết thực và cụ thể nhất. Chúng ta phải thực hiện điều này. Cho nên đêm hôm qua trong cái chương trình nhớ về cội nguồn của câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa, với cái tinh thần báo hiếu tri ân, thì Thầy cũng nói chúng ta phải thực hiện cái đạo hiếu ngay từ trong nhà chúng ta, với cha, với mẹ của chúng ta. Cha mẹ chúng ta hoặc còn hiện đời hoặc đã quá vãng, chúng ta đều phải học cách để báo hiếu. Thì hôm nay Thầy sẽ đến với toàn thể đại chúng với bài kinh Phật dạy có tựa đề Ngã quỷ ngoại bức tường, để cho tất cả chúng ta được biết thêm một cái phương pháp báo hiếu đối với cha mẹ, với quyến thuộc. Chúng ta sẽ hiểu thêm về đạo hiếu này. Thì kính thưa đại chúng, cái hiếu với cha, với mẹ là cái hiếu gần gũi nhất, thiết thực nhất, và chúng ta dễ sinh ra được cái tình cảm nhất, vì cha mẹ gần gũi với chúng ta hàng ngày, máu mủ ruột già. Thế nhưng chúng ta biết, với cái nhìn của đạo Phật thì chúng ta không chỉ có cha mẹ hiện đời này, sinh ra cái thân này, kiếp này của ta, mà chúng ta còn có cha mẹ kiếp trước và nhiều kiếp trước của chúng ta. Nếu chúng ta cũng chỉ thấy cha mẹ trong một kiếp này thì cái thấy đấy vẫn chưa đầy đủ. Một bậc thánh nhân khi họ chứng được lục thông thì họ sẽ nhìn thấy rõ ràng cả cha mẹ đời quá khứ của người ta, in tuồng như chúng ta thấy cha mẹ kiếp này. Có một bài kinh Đức Phật dạy, có chú tiểu nhỏ mới 7 tuổi, chú đã tu đắc đạo. Chú mới bạch với Thầy nè, bạch Thầy hôm nay cũng trong cái ngày lễ, cái tháng Vu Lan báo hiếu này, con quán chiếu con thấy năm bà mẹ kiếp trước của con vẫn đang ngồi khóc con, thương nhớ về con. Thế thì người Thầy bảo, thế con hãy kể cho ta nghe năm bà mẹ kiếp trước thế nào. Thì chú mới kể, bà mẹ thứ nhất ấy, là khi ấy mang thai con được 6-7 tháng thì con bị chết trong thai, rất là khổ và phải mổ để lấy thai ra để cứu mẹ. Và mẹ con cũng thương xót con lắm. Bà mẹ thứ hai sinh ra con được mấy ngày thì con cũng chết. Bà mẹ thứ ba sinh con ra nuôi con được 3 năm, đầy đủ công lao, ôm ấp vỗ về bú mớm, con biết lững chững biết đi thì con bị ngã xuống giếng, con chết. Mẹ con đang ngồi khóc con,
đau khổ lắm. Bà mẹ thứ tư thì nuôi con lớn được 13 tuổi, rồi con cũng bị bệnh, con chết, đang ngồi khóc con. Và bà mẹ thứ năm là mẹ sinh ra con bây giờ, thân này, vì nhớ con đi tu theo Thầy, cho nên cũng đang ngồi khóc nhớ con. Năm bà mẹ, đấy chúng ta thấy. Cho nên ý, chúng ta có nhiều cha, nhiều mẹ trong quá khứ lắm, thưa đại chúng. Thì Đức Phật có dạy chúng ta, cái thứ nhất là báo hiếu nếu cha mẹ còn sống hiện đời này, cha mẹ chúng ta còn đang sống, thì chúng ta phải báo hiếu cha mẹ thế nào? Chúng ta phải chăm sóc, chăm lo, nuôi dưỡng cha mẹ đầy đủ, không để cho cha mẹ thiếu thốn, đói khổ, không để cho cha mẹ phải lo về đồng tiền, bát gạo, miếng cơm manh áo. Nếu chúng ta đã là người con trưởng thành, phải biết lo, nuôi sống cha mẹ. Khi cha mẹ đau yếu bệnh tật, phải chăm sóc, phải phụng dưỡng, kề bên, giúp đỡ cha mẹ lúc này, tận tình. Cho nên bên Nho giáo người ta nói, nếu mà cha mẹ già rồi là con cái còn không được đi xa, phải làm gì? Làm quanh quẩn gần cha mẹ, không được đi xa. Xa quá rồi cha mẹ lỡ mà có vô thường đến, về cũng không kịp. Cho nên cha mẹ già là con cái không nên đi xa. Đấy, bên Nho giáo người ta dạy người như vậy đấy. Rồi khi cha mẹ mà 250 về già thì phải lo tang lễ thật đầy đủ, đầy đủ, rồi cúng tế cho cha mẹ. Đấy là cái phần lo về vật chất. Còn về phần tinh thần, chúng ta báo hiếu cha mẹ khi còn sống thì thế nào? Nếu cha mẹ chúng ta là cái người không có đức tin, thì chúng ta phải tạo phương tiện, tạo nhân duyên để khiến cho cha mẹ có đức tin, đặc biệt là đặt niềm tin nơi Tam Bảo. Chúng ta phải giúp cho cha mẹ tin được Tam Bảo. Cha mẹ mình không tin Tam Bảo, cha mẹ mình tin theo ngoại đạo tà giáo, thì chúng ta phải tạo mọi phương tiện nhân duyên để khiến cho cha mẹ mình khởi được lòng tin với Tam Bảo. Rồi chúng ta hướng dẫn được cha mẹ đến quy y Tam Bảo là điều phúc lành rất lớn lao. Đấy, một người Phật tử mà hiểu đạo, mà thật là thương yêu cha mẹ, thì phải tạo mọi nhân duyên để giúp cho cha mẹ mình tin Tam Bảo và phát được tâm quy y Tam Bảo, thưa đại chúng. Dẫn được, đưa được cha mẹ ngay trong đời này khi còn sống đến quy y Tam Bảo. Đấy là thứ nhất. Thứ hai, nếu cha mẹ không có thiện nghiệp, làm nhiều ác nghiệp, thì ta lại hướng dẫn cha mẹ tu tập thiện nghiệp, thọ trì giới pháp của Phật, thọ trì năm giới thôi là đã được rất nhiều cái thiện nghiệp rồi, thưa đại chúng. Nếu cha mẹ mình ở nhà chuyên làm những cái nghề ác, vào như nghề sát sinh, vào hại vật rất nhiều, hoặc làm những cái nghề buôn bán những cái thứ mà tổn hại đến chúng sinh, và buôn bán cung tên, làm những cái thứ thuốc độc tổn hại đến chúng sinh, thì chúng ta cũng khuyên cha mẹ nên bỏ, nên tránh những cái nghề đó. Rồi khuyên cha mẹ đến thọ giới của Phật. Đấy, cha mẹ mà biết thọ giới của Phật, biết tu tập các cái thiện pháp, đấy là một cái điều hết sức lợi ích cho cha mẹ của mình.
Nếu cha mẹ mình là người tham lam, bỏn sẻn, thì chúng ta là con phải hướng dẫn và giúp đỡ cha mẹ. Làm sao cho cha mẹ sinh ra được cái tâm biết bố thí để xả trừ san tham. Tập cho cha mẹ biết cúng dường, biết bố thí từng chút một. Ở đây Thầy đã thấy có nhiều Phật tử đã tập cho cha mẹ biết bố thí và biết cúng dường. Nghe không? Mình đưa tiền của mình ấy, nhờ mẹ cầm tiền mình rồi cúng dường lên chư tăng. Không? Không phải tiền của mẹ thì mẹ chưa sót, nhưng mẹ cũng cầm đồng tiền mẹ cúng lên chư tăng. Và đấy là một cái nhân duyên để dần dần cái hành vi biết cúng dường, hành vi biết bố thí đó, nó sẽ được gieo vào trong tâm thức. Và tập dần như vậy, cha mẹ mình dần dần sẽ biết cúng dường, sẽ biết bố thí. Và từ đó thì cha mẹ sẽ tu tập bớt được cái tâm tham lam. Vì cái tâm tham lam ích kỷ đó, nó sẽ khiến cha mẹ mình đọa xuống ba đường khổ. Cho nên con cái phải biết hướng dẫn cha mẹ và bố thí cúng dường để trừ cái tâm tham lam bòn sẻn, keo dít. Nếu cha mẹ mình mà tà kiến tức là sao? Là không tin vào nhân quả, không tin có luân hồi, không tin có nghiệp báo, không tin có tội phúc gì cả. Chết là hết rồi, làm gì còn cái gì? Nhiều cha, nhiều mẹ chúng ta như vậy đấy. Cái đó gọi là tà kiến. Không tin có kiếp trước, chẳng tin có đời sau, chết rồi là hết. Có gì hưởng thụ cho hết đi. Cha mẹ mình mà như vậy gọi là tà kiến. Hoặc là cha mẹ mình lại ỷ lại tin vào thần quyền, cầu cạnh thần quyền, các bậc thần, những cái vị nghĩ rằng họ sẽ ban phước cho mình được, họ có thể giáng họa cho người được. Đấy cũng là tà kiến. Thì ta phải giúp cho cha mẹ, hướng dẫn cho cha mẹ tin vào chính kiến. Ta bằng mọi phương pháp dẫn dụ như thế nào để cho cha mẹ mình tin được chính kiến, tin có nhân có quả, có nghiệp báo trả vay, có tội có phúc, có luân hồi để mà trả nghiệp. Tin như vậy, tin được Phật Pháp, tin được chính Pháp. Đó, thì thưa đại chúng, đó là những cái điều mà Đức Phật dạy. Người con Phật, nếu cha mẹ hiện đời còn sống, thì chúng ta báo hiếu cha mẹ hiện đời phải như vậy mới là đầy đủ. Lo cung dưỡng cha mẹ, lo dẫn dắt cho cha mẹ tin vào Tam Bảo, tu theo chính Pháp, thì đó là người con báo hiếu được cha mẹ hiện đời này. Thế nhưng thưa đại chúng, chúng ta lại còn rất nhiều cha mẹ trong quá khứ, nghe không? Như chú Tiểu vừa nãy đấy, nghe không? Chú thấy cả năm bà mẹ trước đây đã sinh thân ra mình. Thế và chúng ta cũng còn rất nhiều cha mẹ quá khứ còn đang đọa lạc ở trong địa ngục, trong ngạ quỷ, rất khổ thưa đại chúng. Thì hôm nay bài kinh Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường này sẽ nói về cha mẹ thân quyến chúng ta, mới suy nghĩ thế này: vương tử của ta sinh ra đời tu hành thành Phật, đã thành tựu đại sự xuất thế, chỉ riêng ta có Phật, chỉ riêng ta có Pháp, chỉ riêng ta có tăng chúng. Ông vua này có con là hoàng tử đi tu thành Phật Phất Xa, thì ông khởi cái tâm ngã mạn. Phật là con của ta, là của ta, cho nên ta có quyền sở hữu Đức Phật, ta có quyền sở hữu giáo pháp của Phật, và ta có quyền sở hữu cái tăng đoàn này. Nghe không? Ông ta nghĩ như vậy. Con của ta, nghe không? Đức Phật là con của ta, thế thì những cái gì của con ta thì là của ta. Ông khởi cái tâm như vậy. Do đó nhà vua luôn luôn hầu cận bên Đức Phật và không dành cái cơ hội này cho bất kỳ ai,
không cho một ai được gần Phật cả. Ông ta chiếm hữu riêng Đức Phật cho mình. Cũng giống như đại chúng đấy, cái tâm của ông vua Jayasena này giống như câu chuyện của một vị sư. Vị ấy có một cái pho tượng bằng vàng nho nhỏ, rất quý. Thế thì vị thường mua những cái trầm hương đặc biệt để đốt lên cúng dường cho Đức Phật bằng vàng bé bé của mình. Đi đâu vị ấy cũng mang Đức Phật bằng vàng bé bé ấy đi theo. Và đến chỗ nào thì vị cũng đặt Đức Phật của mình lên ban thờ và đốt hương cúng ngài. Thế hôm ấy thì đến một cái ngôi chùa to quá, thì vị sư này phải đặt Đức Phật bé của mình lên ban thờ bên cạnh những pho tượng Phật to lớn như thế kia. Thì vị sư này mình nghĩ rằng bây giờ mình mà đốt hương lên ấy, thì Đức Phật bé của mình hít chả được bao nhiêu, các Đức Phật to kia hít hết hương của mình, Đức Phật bé của mình không được bao nhiêu. Cho nên ấy, vị sư này nghĩ ra một cách, lấy một cái ống giấy cuốn lại thành một cái ống và cắm sát vào lỗ mũi Đức Phật bé của mình và đốt hương trầm, thì nghĩ rằng là bao nhiêu khói hương sẽ được vào mũi của Đức Phật bé của mình hết. Các Đức Phật bên cạnh, Đức Phật to tượng bên cạnh là không thể tranh được. Nghe không? Và vị ấy đã làm như vậy, đốt hương. Và đại chúng biết sao không? Sáng hôm sau lên điện Phật lễ Phật, thì vị sư này mới dở cái ống giấy ra, thì trời ơi, Đức Phật bé của vị sư này mũi đen xì, đầy khói hương. Gọi là ông Phật mũi đen. Đây thì đây á, vua Jayasena này cũng thế. Ông ta muốn chiếm hữu Đức Phật nguyên là con trai của mình, là của riêng mình, không được ai gần gũi bén mảng đến Đức Phật cả. Không cho ai được gần gũi hầu hận Đức Phật. Thưa đại chúng, sinh cái tâm như vậy đấy. Thế thì có ba vị hoàng tử là cũng là con của đức vua này, nhưng mà là khác mẹ với Đức Phật Phất Xa. Đức Phật Phất Xa là con của Chánh Cung Hoàng Hậu. Còn ba vị vương tử này thì là con của các vị phi khác. Ba vị này suy nghĩ rằng quả thật Đức Phật ra đời vì lợi ích của quần sinh khắp thế gian, chứ không phải vì riêng một mình ai. Nay phụ vương của ta không dành cơ hội cho những người khác, làm thế nào mà chúng ta có thể phụng sự được Đức Thế Tôn và tăng chúng? Nào chúng ta hãy thi hành một chiến thuật. Ba vị vương tử này nghĩ ra một kế sách. Thế là các vị ấy tìm cách tổ chức cho gây rối ở vùng biên địa, tổ chức cho dân gây rối ở vùng biên địa. Sau đó thì Đức Vua nghe tin về cái vụ rối loạn này, liền phái ba vương tử đi để bình định biên thủy, cử ba cậu hoàng tử này đến đấy để trị cái rối loạn ở biên thủy. Ba vị tuân lệnh, và khi trở về, nhà vua rất hài lòng, ban cho ba vị hoàng tử một điều ước và phán rằng: các con hãy chọn thứ gì mà các con muốn. Tức là ba vị vương tử này nghĩ ra cách, thôi bây giờ mình phải quấy rối một chút nghe không? Để cho cha sẽ cử mình đi để mình đánh trận, dẹp xong cái loạn ở trong nước ấy, thì thảo nào cha cũng phải thưởng cho mình. Mà thưởng gì thì mình lúc ấy mình sẽ tìm cách, mình sẽ đòi. Thì đúng như vậy, sau khi mà dẹp loạn xong, ba vị vương tử trở về, thì vua cha mà nói: bây giờ cho các con một cái điều ước, các con ước gì? Thì ba vị mới tâu: chúng con chỉ mong ước được hầu cận Đức Phật thôi ạ, được gần gũi hầu cận Đức Phật thôi. Thì nhà vua từ chối, ngài mới phán: hãy chọn thứ khác đi, nghe không? Không cho gần Đức Phật mà. Ba vị mới tâu: chúng thần không màng thứ gì khác cả. Ông vua mới phán: thôi được, các vương nhi có quyền được lựa chọn theo ý muốn. Cuối cùng thì Đức Vua cũng phải chấp thuận cho các con được hầu cận Đức Phật. Ba vị đến gần Đức Thế Tôn mới thưa: bạch Thế Tôn, chúng con ước mong được phụng sự Thế Tôn 3 tháng. Xin Đức Thế Tôn hoan hỷ an cư 3 tháng mùa mưa với chúng con. Tuy là anh em
nhưng Đức Phật đã đắc đạo rồi. Cho nên ấy, các vương tử này cũng rất tôn kính Phật. Chúng ta thấy Đức Phật thật là quý, nghe không? Đức Thế Tôn chấp nhận ba vị hoàng tử tự thân hành gửi một thông điệp đến cho người được chỉ định trông coi tỉnh nọ, bảo rằng trong suốt 3 tháng này chúng ta cần phục vụ Đức Thế Tôn, bắt đầu bằng cách xây một tinh xá và cung cấp đủ mọi thứ cần thiết. Ba vị vương tử này giao cho một vị quan tỉnh, nghe không? Để tổ chức sẽ xây dựng một tinh xá, rồi tổ chức cúng dường Đức Thế Tôn và tăng đoàn trong 3 tháng an cư. Sau đó, chư vị hết lòng cung kính phục vụ Đức Thế Tôn cùng tăng chúng. Khi các viên quan cai trị tỉnh này đã cúng dường tinh xá xong, các vị chấp hành việc an cư mùa mưa, một vị thủ kho của hoàng gia, con trai của một gia chủ, là người rất mộ đạo, cùng với vợ đã tìm được niềm tin, vị ấy trân trọng cúng dường tăng chúng cùng với Đức Phật làm thượng thủ. Người được chỉ định cai quản tỉnh này theo gương vị kia cùng với 11.000 dân đem các vật phẩm đến cúng dường với tất cả lòng thành kính. Cái dân của cái tỉnh đó được ba vương tử này chỉ dụ và hướng dẫn, họ cũng khởi cái lòng cung kính xin được cúng dường Đức Phật và tăng chúng. Cả 10 mấy nghìn dân ở đấy, ở trong cái tỉnh thành đấy, đến để cúng dường lo lắng cho tăng đoàn. Vào dịp ấy thì lại có một số người sinh tâm bất mãn trong lòng. Sau khi ngăn cản những vật đóng góp cúng dường thì chính họ lại ăn cắp các phẩm vật và nổi lửa đốt cả chai đường. Thì kính thưa đại chúng đấy, trong khi bao nhiêu người tập trung và cùng nhau làm một cái việc phước thiện rất lớn là cúng dường đến Đức Phật và chúng tăng, thì lại có một số người khởi cái tâm trái nghịch, nghe không? Bất mãn. Thưa đại chúng, thế đấy, không phải chúng ta làm việc thiện là ai người ta cũng ủng hộ mình cả đâu. Có người lại không muốn, có người lại ganh ghét, nghe không? Họ lại bảo mình thừa tiền thừa của ư mà đi làm cái việc này, nghe không? Mấy cái ông sư đấy, phải không? Ăn không ngồi rồi làm gì mà lại phải đến cúng dường, nghe không? Mình thì làm đổ mồ hôi sôi nước mắt, tại sao lại phải đến cúng dường? Họ bất mãn, họ không cúng dường, họ dèm pha, họ phỉ báng, họ đố kỵ, họ nói xấu. Đó, thưa đại chúng, đã như thế rồi thì họ lại còn đến họ ăn cắp vật phẩm cúng dường. Mọi người mang đến cúng Phật và chúng tăng, họ lại đến họ còn ăn cắp, họ đem về nhà cho con cái quyến thuộc ăn. Đó, như vậy đấy thưa đại chúng. Thì sau khi ba vương tử cùng đoàn tùy tùng đã cúng dường Đức Thế Tôn và từ giã ngài xong, ba vị đi thẳng đến Đức Vua. Khi trở về thì Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn vô dư y. Khi mà các vương tử đến phục vụ hết 3 tháng an cư xong rồi về với Đức Vua, và cũng trong kết thúc 3 tháng an cư đó thì Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài nhập diệt. Ba vương tử và những người cai quản tỉnh ấy cùng vị thủ kho của hoàng gia dần dần theo thời gian cũng đều từ trần, và cùng với quần chúng ở đó được tái sinh lên thiên giới. Đấy, tất cả những người trong 3 cái tháng mà phục vụ cúng dường Đức Phật và chúng tăng thì sau đó cũng từ trần, tức là qua 5 tháng họ cũng từ trần. Chúng ta nhớ đây là câu chuyện Đức Phật Thích Ca đang kể lại 92 kiếp về trước. Thì những vị ba vương tử này cũng từ trần, rồi các cái vị mà phục vụ cúng dường chư Phật và chúng tăng họ cũng từ trần, nhưng mà do phước báu họ cúng dường Đức Phật và chúng tăng cho nên họ được sinh lên thiên giới, tức là sinh lên cõi trời. Thế còn số người, những người bất mãn ở trong tâm ấy thì bị tái sinh xuống địa ngục. Đó, bị đọa lạc xuống địa ngục. Những cái người phỉ báng việc cúng dường và đố kỵ vào, nói xấu, rồi lại còn ăn cắp vật phẩm cúng dường của chúng tăng thì hết kiếp ấy họ đều bị đọa xuống địa ngục, thưa đại chúng. 92 kiếp đã trôi qua như vậy,
hai hạng người trên cứ lần lượt tái sinh từ thiên giới này đến thiên giới khác, từ địa ngục này đến địa ngục khác. Ở đây sinh ra hai cái hạng người. Cái hạng người thứ nhất là biết bố thí, biết cúng dường đến tam bảo chúng tăng. Thì hạng người này cứ liên tục vào tái sinh hết kiếp này kiếp khác đều ở trên cõi trời, không bị đọa lạc. Còn cái hạng người thứ hai là những người gièm pha phỉ báng, chê bai việc bố thí cúng dường chư Phật và chúng tăng, thì lại tái sinh hết kiếp này sang kiếp khác đều vào trong địa ngục, thưa đại chúng. Từ địa ngục này sang địa ngục khác, hết địa ngục khác lại sang địa ngục khác nữa. Cứ như vậy, 92 kiếp rồi, thưa đại chúng. Rồi đến cái hiền kiếp này, vào thời Đức Thế Tôn Ca Diếp, đám người bất mãn trong tâm ấy phải tái sinh vào loài ngã quỷ. Trong cái hiền kiếp này, cái hiền kiếp này thì có Đức Phật Ca Diếp ra đời. Đức Phật Ca Diếp là Đức Phật trước Ngài Thích Ca. Ngay trước Đức Phật Thích Ca thì còn có bảy vị Phật. Thầy nêu bảy vị Phật, các Phật tử cũng dễ nhớ. Đó là Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni và Phật Ca Diếp, rồi đến Phật Thích Ca của chúng ta. Thì qua 92 kiếp đọa lạc như vậy, đến cái hiền kiếp này khi Đức Phật Ca Diếp ra đời, thì nhóm những người mà bất mãn, phỉ báng sự cúng dường ấy, sau khi đọa các địa ngục này khác rồi, thì đến kiếp này họ tái sinh làm ngạ quỷ, thưa đại chúng, trong cái kiếp của Đức Phật Ca Diếp, chưa đến thời kỳ Đức Phật Thích Ca ra đời. Ngài vẫn đang kể lại câu chuyện xa xưa. Vào thời ấy, loài người thường cúng dường vì lợi ích của quyến thuộc quá cố, và họ nêu rõ lễ vật này xin dành cho quyến thuộc của chúng tôi. Do đó, các vong linh được an lạc. Thế rồi, các vong linh kia cũng nhận biết điều này, nên sau khi đến gần Đức Phật Ca Diếp, các vị ấy mới hỏi: Kính thưa đại chúng, thời Đức Phật Ca Diếp thì nhân loại họ cũng đều biết, các tôn giáo đạo giáo, đặc biệt là Phật giáo, người ta đều biết cúng dường đến cho các vong linh. Thế thì các cái chúng vong linh trong cái nhóm người mà bị đọa lạc đấy, họ cũng thấy được cái việc cúng dường này có lợi ích cho vong linh. Cho nên họ mon men, các vong linh ngã quỷ này, họ mon men đến gần Đức Phật Ca Diếp. Họ mới thưa Đức Phật Ca Diếp thế này: Bạch Đức Thế Tôn, giờ đây làm thế nào để chúng con có thể đạt được sự an lạc như vậy? Họ thấy rất nhiều các ngạ quỷ khác được thân quyến của họ cúng dường lên Đức Phật và chúng tăng, hồi hướng phước báu cho họ, các ngạ quỷ ấy được thoát khổ. Cho nên cái nhóm ngạ quỷ này, cái nhóm ngạ quỷ mà kiếp trước là những người mà phỉ báng đấy, họ nghĩ thế, họ cũng đến gần Đức Phật Ca Diếp. Họ hỏi rằng: Bạch Thế Tôn, bây giờ chúng con làm thế nào để có thể đạt được cái sự an lạc giống như những cái vị ngã quỷ kia, những ngã quỷ mà được thân nhân họ làm phước cho đấy? Thế thì Đức Phật Ca Diếp mới dạy thế này: Hiện nay chư vị chưa thể đạt được an lạc ấy, nhưng về thời gian sau sẽ có một Đức Phật ở thế gian tên gọi là Gotama, tức là Phật Thích Ca đấy, hay còn gọi là Cồ Đàm. Vào thời của Đức Thế Tôn này sẽ có một vị vua tên là Bình Sa Vương. Trong 92 kiếp nữa kể từ đây sẽ là quyến thuộc của chư vị. Vị vua ấy sẽ dâng lễ phẩm cúng dường Đức Phật và chư tăng và hồi hướng công đức đến cho các vị. Các vị sẽ được an lạc. Đức Phật Ca Diếp mới nói với cái nhóm ngã quỷ này rằng: Hiện nay thì các vị chưa thể được hưởng an lạc. Ta biết như vậy vì các vị chưa có quyến thuộc trong kiếp này cúng dường cho các vị đâu. Các vị phải đợi hết cái kiếp ta làm Đức Phật này, hết kiếp của Phật Ca Diếp. Và sau nữa, đến khi Đức Phật Thích Ca ra đời, lúc ấy sẽ xuất hiện một vị vua tên là Bình Sa Vương. Vị vua này chính là quyến thuộc của các vị. Và ta biết rằng vị vua này sẽ làm phúc cúng dường lên Đức Phật và chư Tăng và hồi hướng công đức cho các vị. Lúc ấy các vị sẽ được thoát khổ. Đấy, thưa đại chúng.
từ Đức Phật Ca Diếp mà mãi Đức Phật Thích Ca, cái nhóm ngạ quỷ này mới được cứu độ đấy. Lâu lắm, thưa đại chúng, khoảng cách giữa hai Đức Phật là bao nhiêu kiếp, bao nhiêu năm. Giống như từ Đức Phật Thích Ca chúng ta bây giờ đến Đức Phật Di Lặc ra đời là 16 triệu tỷ năm nữa, chứ có phải ít đâu. Như vậy đấy, thưa đại chúng. Cho nên cái kiếp của ngạ quỷ nó lâu dài lắm, lâu dài lắm, khổ lắm. Đấy. Thời bấy giờ khi điều này được phát biểu thì cũng giống như ta nói với các vong linh ấy, ngày mai chư vị sẽ được an lạc. Đã, Đức Phật Thích Ca nói như vậy. Và về sau, khi thời kỳ có Đức Phật này đã qua, Đức Thế Tôn Thích Ca giáng sinh vào cõi đời, ba vương tử cùng với 1.000 người từ thiên giới tái sinh vào quốc độ Ma Kiệt Đà trong các gia đình Bà La Môn. Đức Phật Thích Ca lại kể lại, ba vị vương tử xa xưa đấy, từ thời Đức Phật Phất Xa đấy, cùng với hàng ngàn cái người mà biết cúng dường cho Đức Phật Phất Xa và chúng tăng ấy, đến kiếp này khi ta sinh ra đời, ta là Thích Ca giáng trần, thì họ cũng giáng trần. Họ sinh ra, họ sinh ở nước Ma Kiệt Đà, họ sinh vào các dòng dõi Bà La Môn giàu có, sang cả, cao quý. Đó. Theo thời gian, sau khi từ giã thế tục, thì ba vị vương tử này trở thành các nhà tu hành khổ hạnh ở đỉnh núi Gaya. Người trước kia cai quản tỉnh thành ấy thì trở thành vua Bình Sa. Cái vị mà ngày xưa là chủ tịch của cái tỉnh mà được ba vị vương tử giao cho trách nhiệm xây tinh xá để cúng dường Đức Phật Phất Xa đấy, thì bây giờ tái sinh làm vua Bình Sa, thưa đại chúng. Đấy, vua Bình Sa, làm ông vua Bình Sa. Cái kiếp ấy ông này được đứng ra trông nom cái việc cúng dường Đức Phật và chúng tăng, trông nom việc xây tinh xá. Thì sau kiếp ấy ông tái sinh luân chuyển chỉ ở trên cõi trời, không bị đọa lạc. Và đến kiếp này khi Đức Phật Thích Ca ra đời thì ông ấy lại tái sinh làm vua Bình Sa. Người thủ kho hoàng gia, con của các vị gia chủ, trở thành đại phú trưởng nghiệp đoàn có tên là Visakha. Vợ của vị ấy trở thành con gái của một vị đại phú trưởng nghiệp đoàn được đặt tên là Damida. Còn đám quần chúng được tái sinh làm các vị cận thần của vua. Đại chúng thấy không? Cùng nhau làm việc phước thiện thì lại được cùng nhau tái sinh làm quyến thuộc. Những cái người, mấy nghìn cái người kiếp trước đấy thì bây giờ lại tái sinh làm quyến thuộc của Đức Vua Bình Sa. Đây đại chúng nhé. Cho nên ấy, chúng ta phải thấy chúng ta có quyến thuộc như thế nào, là chúng ta biết được cái nhân kiếp trước của ta ra sao. Nghe không? Nếu kiếp trước ta tạo ác nghiệp thì kiếp này chúng ta sinh ra quyến thuộc của mình cũng thế, nhiều người cùng tạo ác nghiệp đấy. Kiếp trước chúng ta tạo thiện nghiệp, tu phúc báo thì kiếp này chúng ta sinh ra quyến thuộc của chúng ta thường được những người như thế. Thì đây, câu chuyện này là một câu chuyện minh chứng cho cái việc quyến thuộc cùng nhau như thế nào, sẽ đồng nghiệp, cộng nghiệp với nhau. Bây giờ Đức Thế Tôn Thích Ca giáng sinh cõi trần, sau 7 tuần giác ngộ, Ngài đến Ba La Nại chuyển Pháp Luân và Ngài thâu nhận cả ngàn đệ tử. Sau đó Ngài đi đến Ma Kiệt Đà và đã giúp cho vua Bình Sa chứng sơ quả dự lưu cùng với hơn 1 vạn các Bà La Môn và cư sĩ ở tại Ma Kiệt Đà. Đấy, chúng ta thấy ông kiếp trước làm phước, cúng dường chư Phật và chúng tăng, kiếp này lại được gặp Phật độ cho và còn chứng quả. Đấy, ông vua Bình Sa chứng quả Tu Đà Hoàn và bao nhiêu những cái người quyến thuộc của ông ta cũng thế, là những người đã từng làm thiện nghiệp kiếp trước. Tuy nhiên, các ngạ quỷ ở quanh cung vua suy nghĩ, giờ đây nhà vua sẽ làm lễ cúng tế cho chúng ta được hưởng phước. Đó. Các ngạ quỷ này chính là nhóm quyến thuộc của cái ông vua Bình Sa này trong kiếp trước đấy, nhưng mà lại là những quyến thuộc mà cái kiếp ấy phỉ báng việc cúng dường, và nói xấu Phật và chúng tăng, phỉ báng việc cúng dường, đố kỵ, rồi ăn cắp vật phẩm của chúng tăng. Thì bây giờ họ làm ngã quỷ và họ cũng ở quanh quẩn xung quanh cung vua.
Và khi họ nghe Đức Ca Diếp có dạy rằng đến cái kiếp này thì các vị sẽ được vua Bình Sa cúng tế cho các vị, thế thì họ hy vọng lắm. Họ nghĩ chắc là vua Bình Sa này sẽ chuẩn bị cúng cho mình đây. Họ mới nghĩ này, giờ đây nhà vua sẽ làm lễ cúng tế cho chúng ta được hưởng phước an lạc. Thế thì trong lúc nhà vua làm lễ, nhà vua chỉ suy nghĩ thế này: ta không biết bây giờ Đức Phật đang trú ở đâu. Do vậy nhà vua không hề hồi hướng công đức đến ai cả. Ông vua Bình Sa thì trong khi ông làm lễ cúng dường Đức Phật và chúng tăng, thì ông sau đó Đức Phật về rồi thì ông lại chỉ nghĩ là không biết Đức Phật về chỗ nào. Ông ta nghĩ đến Phật nhiều, chứ là không nghĩ hề, không hề có hồi hướng công đức cúng dường này đến cho các chúng ngã quỷ đói khổ ở chung quanh cung vua của mình, vì ông cũng không biết, ông không biết. Đấy. Vì thế các ngạ quỷ không hề nhận được vật thí nào cả, chúng rất là thất vọng và thốt lên những tiếng kêu thảm thiết mỗi đêm ở hoàng cung. Các ngã quỷ này do đói khổ, do họ mong cầu hy vọng được Đức Vua sẽ cúng dường cho họ. Nhưng mà Đức Vua quả thật có cúng dường, nhưng Ngài lại không hồi hướng đến cho họ. Ngài không nghĩ đến họ, không biết là có họ, Ngài không hồi hướng. Cho nên họ đói khổ, họ kêu gào thảm thiết hàng đêm ở trong cung vua. Đến nỗi người sống chúng ta nghe tiếng của ngã quỷ, mình gọi là tiếng ma, tiếng quỷ kêu gào. Đấy, cho nên có khi nhiều đêm thanh vắng chúng ta nghe thấy những cái tiếng mà không biết có khi là tiếng của những ngã quỷ cô hồn này đấy, thưa đại chúng. Đấy. Thế thì Đức Vua Bình Sa cũng rất là sợ. Dạng ngày nhà vua hoảng sợ, thấy cái việc này nhà vua hoảng sợ quá, mới trình lên Đức Phật và bạch Phật: bạch Thế Tôn, Ngài đã nghe tiếng nào như vậy chưa? Con băn khoăn không biết việc gì xảy ra với con. Ông vua ông Bình Sa bạch Phật là: bạch Thế Tôn, Ngài đã nghe thấy những cái tiếng kêu ghê rợn như thế chưa? Đương nhiên thì Đức Phật phải biết. Con sợ quá, không biết cái chuyện này là chuyện gì sẽ xảy ra đến với con đấy, mà trong hoàng cung này cứ xuất hiện những cái tiếng kêu la như vậy. Đó là tiếng kêu của ngã quỷ, của cô hồn đấy, thưa đại chúng. Đức Thế Tôn mới dạy thế này: này Đại Vương, xin đừng sợ, không có gì bất thường xảy ra với Đại Vương đâu, mà thịnh vượng sẽ đến với Đại Vương. Giờ đây, quả thật là quyến thuộc của Đại Vương đã tái sinh làm ngã quỷ. Trong suốt một thời gian, chúng đã lang thang khắp nơi và chỉ mong ước một điều này: nhà vua sẽ làm lễ cúng dường Đức Phật và hồi hướng công đức ấy cho chúng ta. Bao nhiêu năm tháng, các con ngã quỷ này chỉ khao khát một điều: nhà vua sẽ làm phúc cúng dường lên Đức Phật và chúng tăng, rồi hồi hướng phước báu cho chúng ta. Y như chúng ta đi đường xa mà khát nước ý, thưa đại chúng. Lúc nào tâm cũng nghĩ đến nước thôi. Nghe không? Trời nắng thế này, đi đường xa mà khát nước, dọc đường không có nước thì tâm chúng ta cũng thế, khao khát, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nước. Các ngã quỷ này lúc nào cũng chỉ mong Đức Vua sẽ cúng dường, hồi hướng phước báu cho chúng ta, để chúng ta bớt đói, bớt khổ, bớt cái sự hành hạ của ngã quỷ. Hôm qua khi Đại Vương làm lễ, Đại Vương đã không hề hồi hướng công đức, do đó chúng bị mất hết hy vọng và thốt ra những tiếng kêu la như vậy. Đấy, ngã quỷ kêu la như vậy, Đức Phật nói rất rõ. Thì nhà vua mới hỏi: bạch Thế Tôn, bây giờ con phải làm sao để chúng có thể nhận được những vật thí của con? Con phải làm sao đây? Thì Đức Phật đáp: thưa Đại Vương, quả thật chúng có thể nhận được. Nhà vua mới nói: bạch Đức Thế Tôn, vậy thì xin Thế Tôn hãy nhận lời thỉnh cầu của con. Vào ngày mai, con sẽ hồi hướng công đức lễ vật ấy cho tất cả chúng ngạo quỷ. Thế và vua Bình Sa đã thỉnh Phật và chúng tăng ngày mai đến hoàng cung để cúng dường. Đức Thế Tôn nhận lời. Sau đó, nhà vua ra lệnh chuẩn bị một lễ cúng dường hào phóng và thông báo thời giờ đến Đức Thế Tôn. Ngài liền đến hoàng cung, bầy ngạ quỷ cũng đến và suy nghĩ hôm nay chúng ta sẽ được hưởng món gì đó, rồi đứng bên ngoài các bức tường và hàng rào. Họ đến hoàng cung nhưng họ không vào trong hoàng cung được vì có các thần họ canh giữ chứ, thưa đại chúng. Đấy, họ đứng ngoài hoàng cung và họ hy vọng
đợi chờ Đức Vua cúng dường lên Phật và chúng tăng thì họ sẽ được hưởng. Hưởng cái gì đây? Sau đó, Đức Thế Tôn làm cho mỗi ngạ quỷ đều hiện hình trước mặt nhà vua, trong khi Đức Vua dâng nước rửa lên Phật và chúng tăng, vua hồi hướng công đức ấy cho chúng sinh, chúng ngạ quỷ với những lời này: mong công đức này dành cho quyến thuộc của ta. Ngay lập tức thì liền xuất hiện các ao sen đầy nước thanh mát cho bọn ngạ quỷ. Chúng tắm rửa và uống nước ở đó được giảm nhẹ nỗi thống khổ của chúng vì bất hạnh, lao nhọc và khát nước, nên da chúng trở nên vàng ánh. Ngạ quỷ là đói khát, là thiêu đốt, thưa đại chúng, rất khổ. Thế nhưng mà khi vua Bình Sa vừa dâng nước lên cho Đức Phật rửa mặt, rửa chân tay và chúng tăng, sau khi dâng nước xong thì ông xin là con hồi hướng công đức cúng nước này đến cho các quyến thuộc của con là các ngạ quỷ đang ở ngoài tường của hoàng cung này. Thì liền sau cái sự hồi hướng ấy thì liền xuất hiện rất nhiều những ao sen nước trong bát vô cùng, và chúng ngạ quỷ xuống đó tắm rửa uống nước ấy và được mát mẻ toàn thân và da rẻ trở lên vàng óng, thưa đại chúng. Đấy. Nhà vua dâng lễ cúng dường cháo gạo và các thức ăn đủ loại cứng mềm, rồi hồi hướng công đức lễ vật ấy cho chúng ngạ quỷ, thì trong chốc lát liền xuất hiện cho chúng đầy đủ các thực phẩm khác, thậm chí cả thực phẩm của cõi trời, khiến chúng hân hoan hưởng thọ sung sướng. Đấy, khi Đức Vua dâng các phẩm thực lên cúng dường Phật và chúng tăng, dâng lên ấy rồi, ông lại con xin nguyện đem công đức cúng dường phẩm thực đến Phật và chúng tăng này hồi hướng cho thân quyến của con là những ngạ quỷ đói khát kia. Thì ngay lập tức tất cả các món ăn gọi là thượng vị, kể cả thức ăn từ cõi trời cũng xuất hiện trước mặt các ngã quỷ, và các ngã quỷ đều được thọ hưởng một cách sung sướng vô cùng. No nê. Nhà vua lại xin cúng dường y phục và sàng tọa tinh xá đến Đức Phật và chúng tăng, rồi hồi hướng công đức ấy cho chúng ngã quỷ. Sau đó thì liền xuất hiện đến các thiên y, thiên cung, sàng tọa, đồ trang sức, vân vân. Đó, khi mà cúng dường y phục lên Đức Phật và chúng tăng thì Ngài hồi hướng cho chúng ngạ quỷ, thì liền xuất hiện y áo kể cả cõi trời, quần áo cõi trời, rồi tất cả kể cả các cung điện ở cõi trời xuất hiện trước mắt ngạ quỷ và chúng được thọ hưởng. Đức Thế Tôn quyết định làm cho tất cả hạnh phúc tuyệt vời này của các chúng ngạ quỷ hiển lộ trước Đức Vua. Khi nhìn thấy vậy thì Đức Vua vô cùng hoan hỷ, thưa đại chúng. Tức là Đức Phật ấy, Ngài đã dùng thần lực của mình, Ngài hiển hiện tất cả mọi cái sự thật ấy cho vua Bình Sa Vương nhìn thấy. Đấy, công đức Ngài cúng dường lên Phật và chúng tăng nó liền xuất hiện kia kia. Ngài thấy chưa? Quyến thuộc của Ngài có quần áo đẹp ngay, nghèo có nhà ở đẹp ngay, có cả cung điện để ở, không phải bị lang thang, không phải bị thiêu đốt nữa, không phải bị trần truồng không quần áo, là một ngã quỷ đau khổ nữa. Hiển hiện việc đó trước mặt Đức Vua, và Đức Vua thấy thế, Ngài vô cùng là hạnh phúc, vô cùng là sung sướng. Thì kính thưa đại chúng, qua chỗ này chúng ta mới thấy, chúng ta cúng dường tế độ cho chúng ngạ quỷ cô hồn đâu có phải là việc đốt vàng đốt mã đâu, không phải, nghe không? Mà chính thực sự lại là sự cúng dường lên Tam Bảo mới có phước báu hồi hướng cho họ, họ được hưởng đấy chứ. Rồi Đức Thế Tôn sau khi thọ thực xong và được thỉnh cầu, Ngài kể chuyện ngạ quỷ ngoài bức tường thay lời tùy công đức. Ngài mới dạy rằng, bọn chúng đứng kia ngoài bức tường, những nơi trống trải ngã tư đường, chúng đang đứng ở ngoài song cửa khi đã về nhà tại cố hương. Ngã quỷ, thưa đại chúng, nói ai đâu, là cha mẹ chúng ta đã quá vãng, là quyến thuộc của chúng ta đã quá vãng mà bị đọa lạc. Họ thường lân mẫn chúng ta về nhà, đi theo chúng ta, trong quyến thuộc của chúng ta. Ai mà có điều kiện, có phúc báu thì họ cũng thường đi theo. Họ hy vọng người này sẽ
cúng dường làm phước cho họ đấy. Nha. Cho nên những ai có điều kiện giàu có sang cả thì biết rằng mình sẽ có rất nhiều quyến thuộc trong cõi ngạ quỷ cô hồn, họ theo mình, họ hy vọng mình sẽ làm phước cho họ. Nếu mình không biết điều này, không bao giờ cúng dường cho họ, tác phước lên Tam Bảo cúng dường cho họ, thì thật là khổ cho họ. Và có thể họ đi theo mình mãi mà họ không được hưởng cái gì, họ cũng sinh cái tâm oán hận, họ cũng quấy phá chúng ta đấy, chứ không phải không đâu. Đấy, các ngạ quỷ họ theo mình mãi mà mình không cho họ cái gì, mình không biết, mình không cho, họ cũng có thể trở thành oan trái của chúng ta. Đấy. Dù tràn trề ẩm thực liên miên, đủ loại cứng mềm được dọn lên, cũng chẳng có ai cần bọn chúng bởi vì nghiệp chúng đã gây nên. Đây là nói lên nghiệp ngạ quỷ rất khổ. Những người lân mẫn lắm tình thương, đúng lúc đem cho đám họ hàng các thức cao lương đồ ẩm thực với lời cầu nguyện để dành phần lễ này cho đám người thân thuộc, mong các họ hàng được phước ân. Và các đám này đã đến đây, các vong linh của họ hàng này thảy đều tụ tập đồng vui hưởng các thực phẩm đều phong phú thay. Chúng cầu trường thọ các người thân, nhờ các vị ta được hưởng ân, lòng quý trọng ta đà biểu lộ, người cho chẳng thiếu quả dành phần. Các vong linh ngã quỷ, nếu họ được chúng ta cúng dường cho họ, làm phước cho họ, họ cũng thế, họ sẽ độ trì cho chúng ta. Họ cũng mong cầu chúng ta được phước báu này, mong cho chúng ta được trường thọ này. Đại chúng nhé, đấy, chính ngạ quỷ cô hồn đấy, là thân quyến của mình đấy. Đấy, họ cũng sẽ hộ trì. Đấy. Cho nên bên Phật cũng dạy, chúng cầu trường thọ các người thân mà. Chính ngạ quỷ họ cũng cầu cho mình được trường thọ, nhờ các vị mà ta được hưởng ân, lòng quý trọng ta đà biểu lộ, người cho chẳng thiếu quả dành phần. Cái người bố thí ấy sẽ được cái phước quả. Chốn kia không có cấy và cày đâu, cũng chẳng hề nuôi súc vật nào, buôn bán như đây đều chẳng có, cũng không đổi vật lấy vàng trao. Ở cõi ngạ quỷ cô hồn không hề có buôn bán, không hề có cấy trồng, không hề có trao đổi nha đại chúng nha. Cho nên chúng ta mà đốt tiền trong đấy thì dưới đấy không mua sắm gì được. Đây Phật nói rõ này, ở chốn kia không có cấy cày đâu, cũng chẳng hề nuôi súc vật nào, buôn bán như đây đều chẳng có, cũng không đổi vật lấy vàng trao. Ở dưới không trao đổi buôn bán, không có chợ búa gì cả. Nghe không? Ở Hà Nội trước đây có cái chợ Âm Phủ. Nhưng mà nói thật là dưới Âm Phủ đâu có họp chợ, đâu có buôn bán gì đâu, có trao đổi gì đâu. Không có. Để cái này là Phật tử chúng ta phải rất rõ ràng chuyện này. Cõi âm không có chuyện ấy. Nhá, cõi ngạ quỷ là cõi hành khổ, rất khổ, chỉ có đói khổ và kêu la thôi, thiêu đốt thôi. Không có chuyện buôn bán trao đổi, không có ngân hàng, không có tiêu tiền, nhà không mua sắm, không có chợ búa. Bên kia thế giới các vong linh nhờ vật cúng dường để dưỡng sinh, như nước đổ từ trên núi xuống, cúng dường nuôi ngạ quỷ thân tình. Đấy, Đức Phật khẳng định rõ, bên kia thế giới các vong linh, họ nhờ vật cúng dường của chúng ta mà họ được dưỡng thân họ. Chúng ta nhờ, chúng ta cúng dường Tam Bảo mà họ được dưỡng cái thân họ đấy. Đó, như nước đổ từ trên núi xuống, cúng dường nuôi ngạ quỷ thân tình. Ngạ quỷ này là ai? Là cha mẹ mình đã quá vãng, là thân quyến ta nhiều đời nhiều kiếp đấy. Cha mẹ chúng ta nhiều kiếp nữa đấy, thưa đại chúng. Giống như tất cả các dòng sông chảy xuống đổ đầy cả đại dương, cũng vậy những gì người bố thí từ đây nuôi sống các vong nhân. Đấy, chúng ta bố thí, cúng dường đến Tam Bảo, làm các việc phước báu, hồi hướng đến vong nhân, thì các vong linh này họ mới được hưởng, được thọ hưởng. Những thân bằng quyến thuộc trong nhà trước đã cho ta, giúp đỡ ta, mong mọi người ban phần ngạ quỷ, nhớ công họ tạo thuở xưa xa. Đấy, các ngạ quỷ họ mong muốn lắm. Nói ngạ quỷ thì nghe nó khác, còn nói là tiên tổ chúng ta đó, mong ngóng chúng ta lắm đấy, thưa đại chúng. Bởi vì kêu khóc hoặc sầu bi, thương tiếc than van chẳng ích gì, không lợi gì cho người quá cố, khi thân nhân giữ thói lề kia. Nha. Chúng ta kêu khóc, sầu bi, than vãn đều chẳng ích gì cả.
không ích gì cả. Nếu chúng ta cứ giữ cái thói lề kia, tức là chúng ta làm cái việc bất thiện mà cúng lễ không đúng pháp. Thưa đại chúng, rất nhiều người cúng lễ không đúng pháp, mặc dù mâm cao cỗ đầy mà các vong linh không hề thọ hưởng được. Đấy, cũng giống như ông vua Bình Sa đấy, ông cúng dường ngàn hoi đấy, nhưng ông không hồi hướng thì vong linh còn không được hưởng. Mà ông đã làm lễ vật của vua thì lớn lắm, mà các vong linh cũng không được hưởng đâu, thưa đại chúng. Xong lễ vật này được cúng dâng, khéo đem an trú ở chư tăng, quả này hiện tại và sau nữa lợi lạc lâu dài với cố nhân. Đấy, đây Đức Phật dạy cái lễ vật này được cúng dâng, khéo đem an trú ở chư tăng. Nếu phẩm vật chúng ta cúng dâng mà đem cúng dâng vào đâu? Chúng tăng tam bảo. Đức Phật thì đã nhập Niết Bàn rồi, thực sự bây giờ chính là chúng tăng là người thay mặt cho tam bảo để tiếp nhận những sự cúng dường này, đem lễ vật này an trú ở chúng tăng. Thì sao? Thì quả này hiện tại và sau nữa lợi lạc lâu dài với cố nhân. Đấy, chúng ta đem cái sự cúng dường này đến tam bảo, đến chúng tăng thì hồi hướng phước báu, thì lợi ích lâu dài cho cả người cúng và người nhận sự cúng dường hồi hướng phước báu này. Như Kinh Địa Tạng Đức Phật dạy đấy, nghe không? Cúng dường cho người quá cố thì người hiện đời được phước báu 6 phần, người quá cố được hưởng phước báu 1 phần, nhưng 1 phần ấy đối với họ cũng là vô cùng lớn lao, cũng cứu độ được họ rất là nhiều, thưa đại chúng. Đấy, đây là nghĩa vụ của thân nhân tôn trọng vong linh đã cúng dâng, tăng chúng được thêm nhiều dũng lực, người làm công đức lớn vô ngần, thưa đại chúng. Đó, Đức Phật dạy. Yeah. Đây là nghĩa vụ của thân nhân đấy. Đức Phật dạy chúng ta nghĩa vụ mà. Người còn sống, nghĩa vụ với người đã mất. Chúng ta nhớ, nếu chúng ta chỉ biết cha mẹ hiện đời này thì là còn rất nhỏ, rất ít. Chúng ta phải biết chúng ta có cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Mà cha mẹ chúng ta nhiều đời nhiều kiếp đọa lạc trong ngã quỷ không phải là ít đâu, thưa đại chúng. Chúng ta nhớ, chúng ta nhiều cha mẹ. Cho nên trong Kinh Vu Lan Đức Phật lễ đống xương khô, vào Đức Phật coi tất cả chúng sinh ý, người nam đều là cha của ta, người nữ đều là mẹ của ta. Như vậy cơ mà. Cho nên ở đây Đức Phật dạy để đền đáp ân nghĩa của cha mẹ, của quyến thuộc chúng ta, những người đã quá vãng, đang chìm đắm trong khổ cảnh, đọa lạc trong địa ngục ngã quỷ này, thì cái mà bổn phận của chúng ta, nghĩa vụ của chúng ta, đó là gì? Là biết làm phước cúng dường lên tam bảo, hồi hướng phước báo ấy cho thân quyến chúng ta. Đặc biệt trong mùa lễ Vu Lan báo hiếu này, chúng ta có lễ cầu siêu phả độ gia tiên tiền tổ. Cái này thật sự là lợi ích, thưa đại chúng. Đấy, ngã quỷ nhiều lắm, rất rất nhiều. Vì sao? Đức Phật dạy chúng sinh ở cõi đời này khi thân hoại mạng chung, bỏ thân cõi người, đọa làm ngã quỷ nhiều lắm, nhiều như đất ở đại địa. Những người đủ phước duyên tái sinh trở lại làm người ít như đất ở móng tay vậy đấy, thưa đại chúng. Thế cho nên cha mẹ chúng ta lang thang trong kiếp ngạo quỷ rất là nhiều. Chúng ta báo hiếu đến cả cha mẹ trong cõi ấy nữa, thưa đại chúng. Họ ngóng lắm đấy. Hôm nay các vị về chùa, họ đi theo về chùa nhiều lắm đấy. Họ cũng ngóng con, ngóng cháu, những người có tâm, những người có đức ấy, thôi về chùa làm tí phúc cho mình, cho cha, cho mẹ đi con, để cha mẹ bớt khổ. Và họ thì họ biết mình lắm, biết mình là con của họ. Họ con kiếp này, họ con nhiều kiếp về trước, họ biết chứ. Họ ngạ quỷ, họ có túc mạng, họ biết được. Túc mạng thông, họ biết được. Mà mình thì đâu có biết đâu. Giống như ông vua Bình Sa đấy, ông làm lễ cúng, nhưng ông không biết là xung quanh
hoàng cung của ông bao nhiêu ngạ quỷ là thân quyến của ông ấy kêu gào mong đợi ông ấy cúng dường hồi hướng phước báu cho, không biết. Thì chúng ta phải nhớ kiếp cái khổ của địa ngục và ngạ quỷ nó khổ lắm lắm thưa đại chúng, thiêu đốt kinh khủng. Nếu bây giờ ai ở đây mà có thiên nhãn, có túc mạng, có thiên nhãn nhìn thấy cha mình kiếp trước đang bị cái khổ của ngạ quỷ nó hành hạ, thương lắm thưa đại chúng. Thế cho nên ý, Phật dạy chúng ta cách báo hiếu cho cha mẹ còn sống hiện đời này, báo hiếu cho cha mẹ đã quá vãng nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Thưa đại chúng, chúng ta phải tìm cách báo hiếu. Thì đây là một cái cách, chính là sự cúng dường đến Tam Bảo, hồi hướng phước báu. Cho nên kinh Vu Lan Đức Phật cũng dạy thế. Vào cái tháng Vu Lan này, cái mùa an cư của chúng tăng, chư tăng tinh tấn tu hành, nghe không? Tăng trưởng công đức của giới định tuệ, chúng ta làm phúc cúng dường đến chúng tăng thanh tịnh như thế, phúc báu rất lớn, hồi hướng cho cha mẹ quá vãng, cho thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp đều được hưởng phước báu. Kinh Địa Tạng cũng dạy, các kinh dạy báo hiếu đều dạy chúng ta cách báo hiếu. Còn cha mẹ hiện đời chúng ta chỉ có hai cha mẹ, hoặc nếu mà có vợ có chồng thì có bốn cha mẹ thôi, nghe không? Nhưng cha mẹ nhiều kiếp quá khứ mới thật là nhiều, thật là đông, không thể kể xiết đâu thưa đại chúng, mà họ rất khổ. Chúng ta phải nghĩ cách báo hiếu những người này. Thế cho nên thưa đại chúng, quý thầy thì cũng rất là mừng, trong những năm gần đây thì đất nước chúng ta cũng tổ chức nhiều cuộc lễ cầu siêu cho rất nhiều đối tượng, hoặc cho các chiến sĩ tử nạn, chiến sĩ trận vong, cho những đồng bào tử nạn, hoặc lễ cầu siêu cho cả nạn nhân của giao thông, rồi các cái lễ cầu siêu. Thưa đại chúng, cái đó đều là rất tốt, vì chúng sinh trong cái kiếp vô hình này, cõi ngạ quỷ này nhiều lắm. Nếu không siêu độ, không cứu tế được cho họ, họ khổ chúng ta không an vui đâu. Họ khổ thì cũng không tốt gì cho cái đất nước này, thưa đại chúng. Cho nên người xưa mới nói làm sao? Âm siêu thì dương mới thới, nghe không? Người âm được siêu thoát, siêu độ, người dương mới thơ thới tâm hồn. Quanh chúng ta còn cha mẹ kiếp trước đi quanh chúng ta mà kêu gào thống khổ, chúng ta có vui được không thưa đại chúng? Không vui được. Cho nên cái việc cúng lễ làm phước báu hồi hướng cho tiên tổ, cho cha mẹ quá khứ của chúng ta rất là quan trọng thưa đại chúng, không xem nhẹ được. Cha mẹ hiện đời ta dễ học Phật rồi, ta biết cách báo hiếu. Còn cha mẹ quá khứ ta không biết, ta không làm được, không cứu độ được họ. Khi chúng ta cúng dường đến Tam Bảo này là phép kết duyên cho cha mẹ, cho tiên tổ của chúng ta đã quá vãng với Tam Bảo đấy. Đấy là cái phước rất là lành, rất thù thắng. Thế thì kính thưa đại chúng, hôm nay quý thầy qua bài kinh Ngã Quỷ Ngoại Bức Tường này để chúng ta thêm một, hiểu thêm một cái phương tiện báo hiếu nữa, mà đó là cái việc cung kính với Tam Bảo, cúng dường đến Tam Bảo là ruộng phước điền tối thượng để chúng ta hồi hướng phước báu. Đương nhiên thưa đại chúng, phước báu này chúng ta hồi hướng cho cả người sống, cho cả người đã quá vãng đều được cả. Và chúng ta nhớ hồi hướng cho cha mẹ đã quá vãng, nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đang đau khổ, đang quằn quại trong kiếp ngạ quỷ cô hồn này. Họ khổ lắm, mong chờ chúng ta lắm. Mà mong sao cho tất cả cha mẹ của chúng ta và cho tất cả chúng sinh đã từng là cha mẹ của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp đều được gặp chính pháp, đều được tu tập chính pháp để sớm được giác ngộ, giải thoát luân hồi sinh tử. Đó mới là tâm nguyện của những người con đệ tử Phật tu tâm hiếu hạnh. Thầy kính chúc đại chúng vô lượng phước lành, đầy tâm hiếu kính, luôn luôn đời này và muôn kiếp về sau sẽ là những người con hiếu thảo, noi gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiều Liên Bồ Tát. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát, Nam mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát.